Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh, mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Mới 16 tháng tuổi, ái nữ Đông Nhi tiếp tục thể hiện khả năng diễn xuất. Tối ngày 18 tháng 3 trên kênh TikTok của Winnie cập nhật đoạn clip mới ghi lại khoảnh khắc nhóc tì cùng mẹ trong một set quay. Kèm theo đoạn clip, Đông Nhi tự hào giới thiệu về con gái cưng. 16 tháng tuổi con diễn xuất quay quảng cáo theo chỉ đạo của đạo diễn mẹ ạ. À. Trong clip, Winnie được yêu cầu diễn cảnh chạy ô lại gần mẹ và được đồng nhi hướng dẫn nhiệt tình. Mới 16 tháng tuổi nhưng cô bé đã tỏ ra rất chuyên nghiệp, thực hiện nghiêm túc theo lời hô của mẹ. Không chỉ mẹ nhi thích thú khi thấy ái nữ trỏ tài diễn xuất, nhân viên xung quanh cũng tập trung ánh nhìn về cô bé và phấn khích vỗ tay động viên Winnie. Tuy nhiên, diễn viên nhí đôi lúc cũng có những giây phút hấp tấp, chưa kịp nghe hiệu lệnh đã chạy tung tăng. Bị mẹ yêu cầu quay lại chỗ ban đầu, cô bé chậm rãi bước đi rất đáng yêu sau khi hoàn thành công việc Winnie còn được mẹ cho phần thưởng là trò chơi thổi bong bóng nhóc tì rất thích thú khi thổi và cũng chạy nhảy xung quanh để chạm được vào bong bóng xà phòng dưới phần bình luận khán giả không ngớt lời khen ngợi nhóc tì rất đáng yêu lanh lợi nhiều người cho rằng Winnie là con nhà nòi có bố mẹ hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp nên đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật dù còn rất nhỏ tuổi một số bình luận liên quan Winnie ngoan mà thông minh lanh lợi thật luôn ấy nghe mẹ kêu chưa là dừng lại liền đáng yêu xỉu a à. tuổi này các bé nhiều khi chỉ làm bộc phát thôi chứ không phải lúc nào nói cũng nghe theo đâu. Kỳ này là nhất mẹ nhi 3 tháng rồi nha, có cô con gái đáng đồng tiền bát gạo, thành nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất hoạt động trong showbiz rồi. Winnie đáng yêu quá, thông minh sau này nói tiếp nghề của mẹ nha. Đông Nhi cũng vừa hát vừa đóng phim được luôn còn gì, đáng yêu quá. Bảo chưa chưa biết chạy quay lại luôn, nhìn Winnie như kiểu tôi mệt lắm, tôi mới 16 tháng đã là lao động chính trong nhà. Ngoài khả năng diễn xuất, những ai theo dõi hoạt động của gia đình đồng nhi ông Cao Thắng hẳn sẽ đều nhận ra cả hai cho con gái tiếp xúc với âm nhạc từ bé và Winnie còn yêu thích âm nhạc. Được ba mẹ cho tiếp cận sớm các bộ môn nghệ thuật, Winnie luôn tỏ ra rất nhạy cảm với nhạc. Mỗi lần nghe trúng bài tủ hoặc nghe mẹ hát, nhấp tì đều hào hứng nhúng nhảy rất đáng yêu. Ở độ tuổi chưa thể hát hò, thể hiện rõ giai điệu, lời bài hát, nhưng với những thử thách giản đơn như hát tiếp đoạn của mẹ bắt nhịp, Winnie đều thực hiện rất xuân sẻ, ông Cao Thắng cũng từng bày tỏ mong muốn con nói nghiệp. Hiện tại, khoảnh khắc Winnie quay quảng cáo vẫn đang nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Còn bạn, bạn cảm nhận gì về hình ảnh đáng yêu này? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình phía dưới phần bình luận ngay nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.